Halo. Sampai berluar tuh. Halo, được rồi. Thấp quá, không ngồi được. Cao lên xíu. Giờ này anh em đi ngủ hết rồi sao nhỉ? Xin chào mọi người nhá, xin chào bốn anh em rồi. Hôm nay tiết mục gì? Hôm nay chấm sửa mấy cái ảnh Beauty thôi mà anh em. Nói chung là vẫn là chủ đề muôn thuở là chấm và sửa đây. HD hả? Rồi ok anh em làm theo mình nha. Anh em nào bật điện thoại lên rồi thì làm theo mình nha. Ở đây mình có một tấm chụp bằng con D750. Hình như với con 85G. Đấy, đúng rồi. Chính xác. Thì cái tấm này thì ra cũng không phải là khó làm lắm anh em ạ. Nói chung là em làm chúng ta làm cho nó đẹp một xíu thôi. Anh em tăng nét lên cho một chút xíu. Đấy khoảng 40. Rồi. Anh em crop xuống một chút. Nó hơi vỡ. Anh em cúp xuống 30, 20, 300 xem là được. Rồi. Em sẽ crop lại cái tấm hình này một chút xíu nữa. À. Hello 8 anh em nha. Mọi người có vẻ đi ngủ muộn nhỉ? Bây giờ là 12 giờ rồi, vẫn chưa đi ngủ. Loa chập chờn á? Chập chờn đâu? Vẫn ngon mà. Rồi ok anh em tăng nét xong thì crop xuống cho em 20-30 nhá. Crop xong thì anh em bắt đầu đi nhặt hết những cái mụn loanh quanh ở trên người đi. Bao nhiêu cái mụn nhặt hết, không còn để lại một cái nào hết nha. Nhặt sạch cho em những cái mụn này đi. Anh em dùng chữ Z hoặc dùng chữ S nhặt sạch cho em. Và trên mặt là cái phần mà chúng ta cần nhặt kỹ nhất thì ở đây em dùng S Nighten. Wow. Bác đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh em nghe rõ không ạ? Lâu rồi em chưa làm beauty các cụ ạ. Hôm nay làm tấm cho nó vui. Chăm sóc anh em cho nó vui. Nói chung là cái phần mặt nó quan trọng nhất thì anh em nhặt kỹ kỹ mặt cho em một chút. Hello bác Nhật Minh nhá, xin chào chín anh em. Anh em like anh em không cần phải like, không cần phải thả tim đâu. Anh em share cho em nhiệt tình mà cho mọi người cùng xem là được. Điểm qua một số phần mềm để chúng ta retouch nha. Đầu tiên là phải có Photoshop CC 2018 và thứ hai là Skin Finder 2. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ dùng công cụ S và công cụ Z thạo thạo một chút xíu là làm được anh em nha. Cái Skin Finder 2 thì em có share trên kênh nhá. Anh em vào kênh của em này và kênh đăng ký của em phát nhá. Ok, Hoàng Nông xin chào mọi người nhá. Đây. Ở cái clip này ở bên dưới, chỗ này rảnh rỗi không có thời gian, nói chung là không có thời gian thì anh em thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu live đây. Anh em có thể lấy cái phần mềm Filter Skin đây. Cái phần mềm này mình hướng dẫn rất là chi tiết ở đây rồi. Đó, anh em có thể nhìn thấy ạ. Mình sẽ cho cái link ở bên dưới đây. Mình hay dùng được hết nha, tất cả các phần mềm đều được. Xin chào được Nguyễn, xin chào bác Khoa nha. Thì cái phần mềm này nó cài đặt cho cả CS3, từ CS3 đổ lên. Nói chung là bây giờ chắc anh em, chả anh em nào còn dùng số 7 nữa rồi, chắc dùng CS3 trở lên rồi. Hello 13 anh em. Rồi, nói chung là mặt của bạn này không bị quá là nhiều những cái mụn, những cái tàn nhang thì anh em chỉ nhặt tóc cho em thôi. Anh em dùng chữ gì nhặt tóc của em phát.
nói chung là anh em nhặt làm sao mà khéo, đừng có để nó bị lem nem lăng loang là được. Đây thì em không dùng gì nữa, em dùng em chấm, em để mắc 100% luôn, dùng Titan nha anh em nha. Anh em nhớ cắt chun gì lên và chọn cho một cái anh em để lại gốc cho em phát nhá. Anh em giữ từ group crop ấy, chúng ta sẽ giữ crop. Ok, và chúng ta sẽ dùng layer 1 để chấm. Mình thấy phần mềm này hay. Phần mềm nào anh ơi? Skin phi nữ 2 ạ. Cái clip này em chỉ hướng dẫn cho các anh em nào nâng cao nha, còn anh em nào học cơ bản thì sẽ không biết được em làm cái gì đâu. Rất là khó, Photoshop không được đơn giản. Anh em nào muốn học cơ bản thì lên với em nha. Khuyến khích anh em học, có thể là anh em học nâng cao, khuyến khích anh em học online nếu mà anh em mà xa quá, còn nếu mà anh em nào mà gần thì cứ lên đây chơi với em được. Em bao ăn ở luôn, ăn với chủ ngủ với chủ luôn, tắm chung cũng được. Vâng, ok, cái phần mềm này nó hay lắm anh em ạ. Nói chung là nếu mà không có nó thì nếu mà làm retouch, làm beauty thì không có cái skin phi nữ 2 này thì hơi phí. Anh em lên cài nha. Em cho link ở bên dưới rồi đấy. Anh em nhớ vào kênh, sub kênh ủng hộ cho em lên ha. Rồi, ok, chúng ta sẽ xem lại before after nào. Đó. Thật ra thì mặt của bạn này không có cái gì gọi là quá là bị những cái lỗi nhiều, cho nên là chúng ta cũng không cần phải sửa nhiều. Đấy. Anh em nào mà đang trong cái đà mà phát triển nâng cao, em nghĩ là xem cái clip này chúng ta sẽ làm ra được tốt hơn, đẹp hơn. Hello 16 anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi, nói chung là da của bạn này không có quá là nhiều những cái lỗi thì anh em sẽ đi làm răng cho bạn ấy. Răng của bạn này thì hơi bị thưa, không được đẹp cho lắm, thì anh em dùng S. Anh em dùng S nhá, để long man nhá. Long man này. Cái phần opacity thì anh em tùy anh em, lên để khoảng 70 hoặc 60 gì đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu chấm răng của bạn ấy khít vào một chút. Anh em có nghe rõ em có nói gì không ạ? Chắc chắn hay hơn rồi anh ơi, cái phần mềm nó ra đời sau thì nó sẽ phải cải tiến hơn thằng cái thằng Photoshop rồi. Nói chung là anh em cứ chấm làm sao mà cho răng nhìn nó đều đều nhau là được, mà không bị lố quá là ok. Và chấm cho răng của bạn hết vàng đi một chút. Đấy, em tắt có mắt ở trên xem nào. Ý, nhìn răng của bạn ấy to hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, lọc tóc chỗ này đi anh em ơi. Chỗ này cũng em cũng lọc luôn, không có giữ. Tại vì nếu mà để cái này thì nhìn bạn ấy rất là già. Rồi, ok, chúng ta sẽ giữ lại khoảng tầm 65%, à chúng ta sẽ để lại khoảng 65%. Ok. Đây, anh em có thể xóa cái phần đẹp nha, này đi hộ em nha. Xóa nhẹ nhẹ cho em tí xíu, 65. Anh em nào mà cầm chuột không quen thì quấy bàn phím nó nhanh. Chỗ này cũng vậy, cũng xóa luôn các cụ ơi. Xóa hết hộ em nha, để 50% nha. Đó. Chỗ này nữa. 50. Và phần dưới cánh tay với khuỷu tay vào cái phần này thì anh em làm sáng cho em một chút. Anh em dùng Onyx C. Đó, anh em có thể dùng cái này dùng Quick Mask này, cái này để 11 thôi. Em sẽ chọn cái vùng này. Anh em giữ shift nhá, hoặc là anh em tích vào cái chỗ này này. Đó. Rồi ok. Cái em để khoảng 15 hoặc 20 gì đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ dùng Ctrl L. Ctrl L cao nha, anh em kéo cái này lên cho em xíu xíu. Anh em ấn Ctrl Shift F phê nhá, F cà phê nhá. Chỗ này màu nó vẫn xanh thì anh em cộng màu cho em một chút, dùng Quick Mask bôi vào. Xong rồi cộng màu đỏ, anh em dùng lệnh Ctrl B nhá, Color Balance nhá. Cộng đỏ cộng vàng một xíu. Và lấy Ctrl U cộng một xíu nữa. Rồi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay ra lắn mặt cho bạn ấy.
Nói chung là mặt các bạn này thì chắc chắn là phải lắn rồi. Anh em dùng CC 2018 thì hoặc là 2017 thì sẽ có lệnh Phaethon A nhá. Phaethon thì nó giúp cho chúng ta rất là nhiều, từ cách lắn mặt cho đến mặt mũi, rồi thì lắn cho mũi nhỏ lại này, miệng nhỏ lại này, môi nhỏ lại xíu này, và chúng ta sẽ cho miệng nó tươi lên một chút xíu nữa. Đó, mắt to hơn, nếu mắt bạn này to lắm rồi, mắt to như một câu trâu, con bay con đậu rồi, khỏi phải lắn nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Nói chung là cái phần mềm này nó giúp chúng ta rất là nhiều. Ok, em sẽ phải lắn tăng bằng tay một chút xíu nữa. Anh em dùng chữ V kép đây ạ, cái chữ V kép là cái chữ mà thần thánh nhất đấy. cái này hôm trước có mấy anh em gọi là cái gì nhỉ, cái cây chổi phù thủy, cái chổi có ba phù thủy, đúng như cái nó miêu tả luôn. Và anh em lắn nó cầm bạn nó dài ra một xíu nữa cho mặt bạn đẹp. Mai em đi chụp sen nhá, hẹn anh em ngày đêm mai em sẽ share stock cho anh em chụp. À, em sẽ stock cho anh em kéo sướng. Chỉ là chỗ lớn mặt nhé. Cái này chỉ có CC 2018 hoặc CC 2017 mới có nhá. Anh em mà đang dùng CC 2015 thì không có, hoặc là nói chung là cái CS 6 lại càng không có. Rồi xong khi đó thì làm xong rồi khoảng 3-4-5 bước thì đó, thì đến bước thứ 5 là cái bước lắn mặt, thì em sẽ xây nó lại, không thì đùng cái mất điện tí nữa coi công cốc. Bao nhiêu công nào mà công anh mắt tép lùi cò đùng mất điện thì chết toi anh em ạ. Ở cái chỗ lắn mặt thì có gì đâu, cứ thế anh em, ví dụ như cái mặt nó to quá thì anh em đẩy nhỏ nó thon lại, hoặc nó mặt nhỏ quá thì kéo to ra thôi. Còn cái đoạn mà mắt mũi thì nó có cái đoạn Phaethon nữa, thì anh em cứ kéo ra thôi là xong, rất là đơn giản. Rồi xong, bây giờ em sẽ đi chạy mịn cho ảnh. Thì chạy mịn ở đây thì có hai cách. Chúng ta một là chúng ta sẽ chạy mịn bằng cái skin filler. Đây. Anh em có thể chạy bằng cái photo toolbook và skin filler này, hoặc là anh em có thể chạy cho em bằng tay, thì tùy tâm anh em thôi. Ở đây em sẽ chạy bằng tay trước khoảng một hai bước gì đó. Thì em sẽ dán tất cả lớp lại với nhau, xong rồi chúng ta sẽ cắt cho riêng hai lớp. Anh em tắt con mắt ở trên đi, hộ em một phát. Đấy. Xong anh em sẽ dùng cái filter này vào cái blur ấy. Vào cái blur ấy, anh em gọi vào cái sân blur ấy. Đó. Ở đây thì em sẽ để khoảng là 7.0 nhá, cho nó mịn, nó đẹp. Cái phần ở trên thì chúng ta sẽ dùng AppDMS. AppDMS thì anh em dùng Ctrl Y ngắn cộng Ctrl Y dài. Em toàn dùng bàn phím thôi, không chơi chuột. Bác nào mà chơi chuột thì thôi em lại không chơi chuột. Và ở cái phần layer thì anh em chọn layer 1 cho em nha. Layer 1 để chúng ta hòa trộn. Và cái blending anh em chọn cái subtract nha. Và cái này để 2 nha. Còn cái bên dưới anh em để 128 của em. Đó, nó ra như thế này là ok nha anh em nha. Anh em có thể review anh em nhìn thấy. Sau khi đó anh em vẫn ok của em. Và anh em dùng cái con chuột cộng với phím control tích một cái ở lớp dưới, và anh em vẫn control G để tạo một cái group. Đấy. Khi mà anh em tạo group xong ấy, thì anh em chọn vào mở cái group này ra. Thì phím tắt bảng phết. Cái đó dùng Ctrl Shift cộng FV nha anh em nha. Rồi, ở cái phần mà cái lớp layer một copy này mà mình đang vừa upload image ấy, thì anh em chọn cái Linear Line nhá. Linear Line thì anh em có thể dùng All Shift Z nhá. All Shift Z hộ em, All Shift Z. Đấy, để chúng ta sẽ hòa trộn nó sang layer line. Hoặc là anh em tích chuột vào đây một cái, chọn ra layer line này. Đó, ok. Và chúng ta sẽ tắt các mắt ở trên đi. Tắt các mắt bên trên và mở mắt ở bên. Nói chung là anh em cứ tắt mở. Nếu mà cái phần trên nó khác với phần dưới quá là nhiều ấy, thì là không thành công nha. Rồi, sau khi mà chúng ta đã làm được hai bước này, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chạy mịn cho ảnh. Thì cái lớp mịn ở dưới, thì em sẽ dùng cái lớp ở dưới để chạy mịn và giữ lại cái lớp ở trên. Thì cái lông na về lý thuyết như thế này. Ở cái lớp ở trên ấy thì anh em có thể dùng nó để giữ lại chi tiết và hòa trộn. Còn cái lớp ở dưới là cái lớp chúng ta chạy mịn nhiều nhất. Cái lớp đó là cái lớp chúng ta can thiệp. Thì cái lớp ở trên ấy thì anh em có thể là, hoặc là khi mà anh em mà can thiệp vào cái lớp là nhiều quá ấy, thì anh em dùng cái layer mask này, anh em cứu lại một chút xíu để lấy cái nước mặt nạ ở dưới. Rồi, ở đây thì em chưa cần nước mặt nạ thì em sẽ đi chạy mịn cho nó trước. Đó, ok. Ở đây nhá, em sẽ chạy mịn vùng trán trước. Anh em khoanh hộ em, khoanh. Anh em cứ khoanh làm sao mà cái phần nào cái phần khối ấy, khoanh trước nhá.
Ví dụ như cái phần mặt ấy, phần trán là một, cái phần đỉnh mũi là hai, và phần hai bên má và phần dưới cằm ấy, đó là cái phần mà chúng ta là cái phần khối lên nhiều nhất. Ở cái phase giờ này thì anh em ấn 15 cho em nhá. Đó. Thì em sẽ dùng cái filter và cái có chọn cái blur và cái sun blur. Ở đây em sẽ để khoảng 15 gì đó. 15 thôi anh em nhá, đừng có để nhiều quá. Tùy từng cái chỗ mà anh em để. Đấy. Em sẽ chạy làm cho nó đều ra. Nói chung là cái chạy này, cái mịn này gọi là người ta chạy mịn bằng tay chứ không phải là chạy mịn bằng cái phần mềm anh em nhá. Và trên đỉnh má nữa. Chỗ này thì em cũng khoanh nó lại. Trước mắt chúng ta sẽ chạy những cái phần khối trước, còn những cái phần anh em dùng Ctrl On cộng F cho em để áp dụng cái lớp vừa mới chúng ta vừa mới làm cái Gaussian Blur nhá. Thật ra cái chạy mịn nó rất là nhẹ, nhưng mà càng nhẹ thì chúng ta lại làm nó càng cầu kỳ, càng cầu kỳ thì làm càng đẹp. Cái phần mà nó nhỏ nhỏ này thì em để khoảng 8 thôi, để cái phía giờ nó không bị lớn quá. Và anh em chọn Ctrl On F hoặc anh em chọn lệnh cái lệnh Blur này. Cái đoạn nào nhỏ hơn thì anh em để ít thôi, để 10 thôi. Đó. Để cho nó không có bị lố quá. Anh em cứ làm tỉ mỉ cho em một chút xíu, từng tí một thì lên ảnh sẽ đẹp. Và đây nữa, cái này, cái cách này làm cho áp dụng cho ảnh chân dung và áp dụng cho ảnh phóng lớn anh em nhá. Áp dụng lại cái lớp vừa rồi thì anh em dùng Ctrl On cộng F cho em nhá. Hoặc là anh em chọn cái Gaussian Blur là anh em để lên cao cho em chút xíu 15. Đó, ok. Nhớ là anh em để vừa vừa thôi nhá, đừng có để nhiều quá, để nhiều quá là nó bị nhòe đấy. Nhòe nó không có đẹp đâu. Cái này em để 5 thôi, hoặc là 8 đó, hoặc 7 thôi. Anh em nhớ là để ý kỹ cái phần màu chúng ta khoanh vùng này, nó không bị đổi màu, có nghĩa là nó không bị, ví dụ như cái màu da nó vàng vàng như này thì anh em phải giữ lại cái màu da vàng vàng chứ đừng để nó nhiều quá, nó bị đen hoặc nó bị sáng quá là không có được. Chỗ này cũng để 10 hoặc 8 thôi. Và anh em dùng Ctrl On F, nếu mà không được thì anh em ấn áp dụng thêm một lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khoanh cái phần mũi này. Nói chung là anh em cứ khoanh làm sao cho nó đều, nó tản đều và lên khối được. Cái này để 10. Cái này, cái phím tắt này thì em để nó là Ctrl O Shift B để cho chúng ta làm nó tiện hơn, không có bị là nhiều thao tác quá lâu anh em ạ. Đấy, cái chỗ này nữa thì đoạn này thì mình cứ khoanh nó. Nói chung là đừng có dính vào cái phần lòng mắt là được. 10. Ctrl O Shift B cũng 10 luôn. Ok. Cái phần này anh em cũng phải khoanh nha, khoanh cho em khoanh đều ra. Nói chung là khoanh riêng cái phần má này được. Đó. 15. Cái này thì anh em để cho em 15. Nếu mà nó chưa được ý, thì anh em cứ khoanh cho em như vậy nha, để cho lên nó đẹp. Làm cái này khá là cầu kỳ đấy. Anh em nào mà không có kiên trì là không có làm được đâu. Chịu khó làm một chút xíu. Muốn ảnh đẹp thì phải chịu khó. Rồi, ok. Phần dưới cằm em sẽ xử lý cái khoanh cái vùng cằm anh em nhá. Khoanh cái vùng cằm vào cho em. Giữ Shift để cộng và giữ Alt để trừ nha anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ tắt con mắt ở bên trên đi và chúng ta sẽ bật con mắt ở bên dưới xem có gì khác biệt không ạ? Anh em thấy khác biệt không ạ? Rồi, ok, xin chào 16 anh em nha. Phần ở bên dưới này cũng vậy. Đây, tuần cam này anh em cũng khoanh như vậy cho em. Đây nữa, nói chung là anh em cứ làm dần dần từ từ. 10. Áp dụng lại cái lệnh trước thì anh em ấn Ctrl On F của em nha, FV nha. Còn nếu mà chọn anh em muốn giảm cái opacity số anh em ấn Ctrl Shift F nha.
Rồi, ok. Cái này em để 25% tại vì là nó to quá. Cái này em sẽ để 15. Anh em nhìn nó tản đều không ạ? Tản rất là đều nha. Nếu mà chưa được anh em ấn áp dụng thêm lần nữa cho nó đều hơn một xíu nữa. Phần nách cũng vậy. Cái này em để 10 thôi. Và cắt chốt oxit B anh em để xem khoảng 10. Đấy. Cái chỗ này cũng vậy. Nói chung là chưa được thì anh em khoanh lại cho em nhé. Làm cho tới khi nào được thì thôi. Chỗ này cũng cần phải dưới tốt nha anh em nha. Dưới tốt kỹ một chút, càng kỹ thì càng đẹp. Ok, đến đây thì em sẽ không có làm bước như này nữa. Và nói chung là chúng ta sẽ tìm những cái chỗ nào là lỗi thì anh em làm lại cho em thôi. Còn những đoạn nào mà nó không lỗi thì thôi là không làm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chạy mịn bằng cái quick mask. Thì trước khi chúng ta chạy mịn bằng quick mask thì anh em tạo khối lên cho em một chút xíu nha. Đây anh em có thể nhìn lại cái khoảng mà chúng ta chạy mịn bằng tay. Thì nếu như mà nó bị lỗi nhiều thì anh em có thể dùng cái layer mask này. Và anh em ấn vào chữ D. Và anh em dùng chữ B nhé. B này, bút này. Anh em sẽ vớt lại cho em một chút xíu. Nếu mà nó không được anh em ấn chữ X nhé. Đấy, em sẽ để khoảng 50% thôi. Và vớt lại một xíu cái phần rìa này. Nếu như mà nó bị lố quá. Rồi, ok. Thì ở đây em sẽ dùng cái pen. Em cắt cái phần trên ngực của bạn này đi. Nó bị lộ một xíu áo. Anh em để 1.5 của em. Và chấm. Thì sẽ cắt điện cho anh phát thiệt. Anh em nào mà đang dùng Only Key hoặc Việt Key thoát ra nhé để làm bàn phím. Chúng ta ấn vào bàn phím cho sướng, cho dễ. Ok, em sẽ làm cái bước này đến đây thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xây cái này, xây ra đôi JPG nhé. Không có xây một đôi PSD nữa. Anh em có thể nhìn lại cái ảnh gốc với cái ảnh mà chúng ta sửa. Nói chung là nó sẽ biến đổi khuôn mặt chút xíu. Tại vì cái ảnh gốc của bạn này, mặt của bạn này nó hơi bị bè ra một chút. Thì em sẽ lắn lại cho bạn này chút. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chạy mịn, lọc mịn bằng cái thinner. Nói chung là em cái ảnh này nó chỉ là sản phẩm nên em cũng hơi lười, không lọc kỹ bằng những cái ảnh BLT. Cái này nó nói chung là anh em cứ làm theo làm sao mà khách ok là được. Chứ còn nếu mà để nó làm kỹ thì nó vô vàn lắm. Hết anh em khoanh hết cái phần da cho em, phần da, phần tai, phần dưới cằm, dưới vai. Nói chung là cứ khoanh phần nào khó hơn thì chúng ta khoanh trước phần mặt. Cái QB này là rất là hữu dụng nha. Một số anh em còn chưa biết cả cái lệnh quick mask là cái gì luôn. Thì nếu anh em mà chưa biết lệnh quick mask thì nên đi học thêm nhá. Nên học thêm về cái phần cơ bản của Photoshop nhá. Cái lệnh quick mask là cái lệnh mà dễ dùng nhất trong Photoshop mà rất là hữu dụng. Anh em chừa lại cái phần chân mày cho em với cái phần lông mi với cái phần mắt với cái phần môi được. Còn tất cả da chúng ta chạy hết.
Ok, sau khi mà chúng ta bôi xìa xong thì em sẽ to, cho to cái bút ra một chút xíu. To cái bút ra để chúng ta bôi cho nó nhanh, đỡ lâu. À, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bôi sạch cái phần da này. Đó. Anh em cứ bôi nhiều nhiều cho một xíu. Cái phần này thì cũng không cần phải cho bút nhỏ. Anh em cứ cho bút nó đều tay. Anh em cứ cố gắng kéo bút đều tay cho em là được. To xíu nữa nào. To nữa nào. Rồi. Ok. Vậy là chúng ta đã bôi xong. Anh em ấn quy trở lại cho em nha. Và cái phần quy mắc này chúng ta không cần phải để bây giờ. Ở đây sẽ dùng cái Photo Toolbox Scan Finer. Xin chào 18 anh em. Rồi, ở đây thì nó sẽ ra một cái bảng lọc mịn cho chúng ta. Thì anh em có thể kéo cái phần Smart này. Ở cái kênh này, mấy kênh này thì em cũng không có dùng nó. Em tắt nó đi. Hoặc là nếu anh em thích thì anh em có thể dùng nó. Tùy tâm anh em. Đó. Thật ra thì cái lọc mịn này nó rất là đẹp. Mà nó lên khối rất là ok. Em rất là thích nó. Anh em có thể kéo các thứ đấy, anh em có thể kéo cho nó già đi được đấy. Ok, ở đây thì em sẽ dùng là cái phần medium hoặc là cái phần high hoặc là phần nine là phần sáng đấy, anh em ạ. Nói chung là cái phần mềm này nó chạy em thấy khá là ok, nó rất là ok anh em ạ. Đây anh em có thể kéo nhìn thấy sáng lên ạ. Đó. Ở đây thì em để cân bằng khoảng em muốn kéo từ từ xuống một xíu sẽ để -5, -4, -5 gì đó. Đó. 3 đến 5. Cái phần mềm nó chạy rất là thật, nó không có như kiểu mấy cái phần mềm mà dạng như PostCharts hoặc Leadmay. Leadmay chạy nó rất là bết, thì đấy cái phần mềm nó chạy nó rất là hay, rất là sướng. Đó, ok. Phần trên này 65 thì chắc em vẫn để 65 thôi, không có can thiệp quá là nhiều. Dạ vâng anh Hoàng ơi. Rồi, ok, em sẽ ấn ok cho nó chạy. Rồi, xong. Nó vẫn, nói chung là nó vẫn sẽ bị mất một xíu chi tiết, nhưng mà nó mịn đẹp. Ở đây sẽ để khoảng 75%. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ đi kéo nó trong một chút xíu nữa. Anh em dùng camera raw. Ấn Ctrl Shift A để ra camera raw nhá. Trong. Thật ra nó đơn giản, anh em dùng contrast và cái contrast lên vào cái phần clarity kéo lên cho em xíu nó được. Vâng, em chào anh Tú nha. Hello mọi người, hello 16 anh em. Anh em chọn opacity cho em để 80 thôi em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tạo khối cho ảnh. Và nói chung là còn cái phần nào mà nó bị thiếu anh em vun khối lên hộ em nha. Chúng ta vun khối bằng chữ S. Hoặc là anh em dùng Quick Mask. Nói chung là công cụ QB là rất là hữu dụng. Em sẽ để khoảng 50% thôi. Và anh em chọn cái điểm sáng ở trên mặt. Và anh em tô sáng lên cho em. Để cho mặt nó lên khối. Ok, ở đây em sẽ dùng Ctrl M tăng sáng lên xíu là được, nó sẽ lên khối nha em nhé. Và cái phần sống mũi này chúng ta sẽ dùng chữ O. Đấy, anh em để cho em 15% và phần mai tơn nhá, đừng có để shadow, đừng để highlight nhá, sáng. Ok, em sẽ đặt một cái bút vào đây một phát và chọn bút, nhớ chọn bút mềm nhá, đừng có chọn bút cứng nó lên nó bị thô không đẹp, giữ xít anh em ơi. Trên này cũng vậy. Nhưng mà chỉ đến đây thôi, tại vì phần giữa này nó sáng rồi. Đây nữa một phát nữa. Rồi, ok. Anh em sẽ cho nhỏ cái bút lại một chút xíu nữa. Để cho chúng ta làm cái sống mũi cho nó cao hẳn luôn. Đấy, anh em nhìn thấy sống mũi khác không ạ? Rồi, chúng ta sẽ dùng S. Cái S này. Close Stem Tool. Nói chung là cái phần mềm, cái bút này anh em phải chấm làm sao để cho nó nhuần nhuyễn được với cái bàn tay. Ai à, mỗi đốt skin có cả 3.4, có đầy đủ Bình ơi. Anh em chấm làm sao mà đừng để thẳng cái phần sống mũi này, giống như kiểu là khi mà các bạn trang điểm ấy, chúng ta chấm nó thẳng lên, hoặc là nếu mà nó không thẳng anh em dùng cái liquid lắn lại cho nó thẳng.
cái phần chấm này thì tùy anh em có thể chấm từ 30 cho đến 60 đến 70, 75, tùy tâm anh em thích chấm bao nhiêu thì chấm. Cái phần tóc này em cứ để nguyên cho tự nhiên, và cái phần chỗ này này, anh em cần chấm nó đi này. Sau đó em sẽ để 2 tuần 55% gì đó đi. Đó. Cái phần lighten thì anh em chấm mạnh mẽ nhé một chút xíu. Cái phần lighten thì thật ra là cái công cụ lighten đấy mà chấm rất là hay, nó không bị bết. Anh có mua AD600 không em bán cho này. AD200 mặn lắm, 5 triệu mấy liền mà bé tí tẹo teo ấy. Mà lại không lắp bằng trên đầu flash hơi khó. Phần mũi thì sẽ để lóc man chấm là vuốt khối để khoảng 45%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận thấy là cái phần tay da này và phần cổ của bạn này hơi bị vàng, em sẽ trừ vàng đi một chút xíu. Em đều opacity max nha, 100% luôn. Rồi, anh em dùng AliAS để chấm để trừ cái phần zero cho em. Zero anh em trừ khoảng 30 bao. 35 gì đó. Bác xem link tải phần mềm cho mình em với. Mình cho link ở trên rồi mà bạn. Ok, mình sẽ share lại cái link này nha, để mình sẽ ghi cái bình luận này vào cho anh em xem cho dễ. Ghi luôn. Rồi ok. Mình ghi trên đỉnh đầu bài rồi nhá. AD600 to lắm, to dùng mới sướng. Cái gì to chả sướng, phải không Thiên? Ở đây anh em để 45% chấm nhẹ tiếp. Nói chung là lúc nãy mình chạy mịn nó chưa được thật sự tối ưu. Hoặc là anh em muốn để tự nhiên thì cứ để nguyên đó. Còn không thì đừng xóa video nha anh Cường. Ok em ơi, chúng ta lắn lại cái phần khử tay cho bạn này. Dùng chữ S để cho nó smell. Smell nghĩa là nhỏ, bích là lớn. Mình chỉ sợ là cái clip nó dài quá anh em không muốn xem thôi, tại vì nó hơi tỉ mỉ một chút. Bây giờ mình sẽ đi thay phông cho cái tấm hình này. Thật ra thì thay phông thì không phải, mình chỉ làm cho nó sáng hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà con đấy nó không có lắp vào trên máy được, nó hơi khó. Con đấy mà tận 5 triệu rưỡi liền. Khoa Hoàng. Bạn ơi, cái này là Quickmark nhá. Bạn lên Google search cái Quickmark. Mình không giải thích được cái phần này đâu. Nó khó lắm, nó miên man lắm. Rồi, ở đây thì mình sẽ dùng cái Manti để chúng ta sẽ khử cái phần trắng của tóc đi. Đấy. Anh em kéo lên trên xuống lớp dưới và chúng ta xóa lớp trên đi nha. Anh em nào muốn xem một bài về Manti mà hướng kỹ dẫn kỹ thì vào cái bài này cho mình nha. Anh em dùng chọn cái hạt màu nào sáng nhất. Anh em ok hộ mình nha. Lên khác xem nào.
quá nhỉ. Thiệt nhỉ. 16 anh em, 17 anh em rồi. Mọi người thức muộn nhỉ. Gọi là 12 rưỡi nữa rồi mà mọi người vẫn còn thức. Rồi ok, nói chung là mình không có làm nó bị khác quá nhiều, bởi vì cái lần này mình không 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 muốn nó bị khác, thì mình sẽ dùng cái camera raw. Chúng ta sẽ dùng cái lens correction này anh em, kéo cái phần, hoặc là cái dùng cái phần effect này anh em, kéo cái phần grain xuống, cái phần post crop filtering ấy, cái phần mà anh em gọi là vintage ấy, thì anh em kéo xuống hộ em cho nó đậm xuống một chút để cho ảnh nó sâu đấy. Và chúng ta sẽ di chuyển về ám màu, thì cái phần tối này anh em để cho em khoảng 215 gì đó thì đó, 10 15 gì đó đấy, để cho cái phần tối nó bị xanh xanh một xíu cho nó sâu. Rồi tạm thời thế, anh em nhìn thấy khác biệt không ạ? Nếu mà nó nhiều quá thì anh em có thể giảm cái opacity này xuống chút, khoảng 75%, để cho cái ảnh nó tự nhiên, không bị nó đậm quá, không bị lố, không bị đậm. Còn nếu mà anh em muốn giữ lại nó ấy, thì anh em có thể dùng cái phần quick mask, anh em giữ lại cái lúc mà chúng ta vừa mới qua, thì em sẽ chọn vào cái phần mà chúng ta vừa mới dán lại với nhau, thì em sẽ dùng quick mask. Chỗ này không bị thì em sẽ không dùng, em sẽ không sờ nó đây, chỉ phần này thôi, phần này bị. Anh em vứt lại hồi em nhé. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái phần màu khá là nhiều. Rồi. Ok, còn phần hoàn thiện thì em sẽ làm lần sau nhé. Anh em đi ngủ, chúc anh em ngủ ngon nhé. Bye bye mọi người.